giá. Dạ. Chẳng hạn như tiền ít mà đòi hết cái cùi thơm thì đâu có được. Đúng đó. Nó vẫn hát được nha, nhưng mà nghe nó không hay thôi. Đó, bắt đầu nó quay nè. Đó, để cái kèm xuống. Thấy chưa? Tôi biết. Thì em nói anh nghe, anh nhìn không biết được. Trừ khi mình bị mua lầm, bị nói chung là bị mua mắt, rồi bị giới thiệu tầm bậy tầm bạ, mình bị ăn đòn rồi thì đó mới là có kinh nghiệm. Ngựa Trăng Long. Đó, ngày mà ngày thứ bảy chủ nhật là xe nó đậu đây, là đậu ngoài đây luôn, đậu kín đây luôn, là gần để xe đây, nhưng mà anh vẫn chạy vô luôn. Trong đây có chăn cà phê rồi. Tức là một cái kiệt rất là bình thường này, nhìn như thế này thì cũng ai biết, nếu mà không phải là đồ cổ thì cũng ai biết rằng trong đây này. Sài Gòn cái chỗ nào mà nổi tiếng là được thôi, không nhất thiết là phải là mặt bằng mặt tiền. Dạ. Đây là đồ cổ này. Chờ đồ cổ này. Không, phải. Đây quý vị thấy Lê Quang đang đứng ở một cái kiệt. Nhìn thế này thì chúng ta sẽ nghĩ ra một kiệt hết sức bình thường ở trên đường Nơ Trăng Long. Tuy nhiên đây thì Lê Quang được biệt là một cái chợ đồ cổ nổi tiếng ở Sài Gòn, và thậm chí là gọi là thì nó là lớn nhất ở Sài Gòn. Đó. Ở trong này thì có rất nhiều những cái gian hàng bán đồ cổ. Hôm nay là một ngày bình thường thưa quý vị. Đó. Hôm nay là một ngày bình thường cho nên chúng ta sẽ không thấy được một cái chợ nó nhộn nhịp. Này, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ tham quan để xem thử là cái chợ đồ cổ nổi tiếng của Sài Thành như thế nào quý vị nha. Bước vô đây là ngay đây là có rồi. Nó bình thường là cái chợ này sẽ đông. Đông đó, từ bắt đầu nó trưng bày từ đây vô. Trưng bày. Còn mà xe cổ nó đứng ngoài kia. Xe cổ gần ngoài kia. Dạ, là ngày thứ bảy, sáng thứ bảy. Chủ nhật. Ừ. Là tất cả những loại xe cổ người ta sẽ về giao lưu. Xe cổ hả? Xe cổ. Xe cổ dẫn đem vô trong này. À đem trong này. Đem vô trong này, còn xe mà xe mấy cái xe này là người ta gỡ bắt ngoài kia gỡ hết. À dạ. Là vô đây trước khi vô là mình mua một cái vé 40.000 một người. À dạ. À, vừa vô nếu mà uống nước thì mình uống nước. Dạ. Mà không uống nước thì thức ăn còn có phở với là cơm gì đó. Dạ. Ngồi ngang trong này có cái sân khấu. Có nghĩa là họ vừa bán cà phê mà vừa bán ăn sáng luôn. Ăn sáng. Nếu trong cái thiết kế đó mà ăn sáng thì khoảng cà phê. À dạ. Mà cà phê thì khoảng ăn sáng nào đó thì nó không có cái menu trong. Đây đồ cổ đây. Ủa, có cả cúng nữa, cúng tên nữa. Đây mọi người thấy đây là gọi là đồ cổ, đây đồ cũ ạ. Đồ cũ. Đồ cũ hả? Đồ cũ, nó cũng vài chục năm đấy. Vài chục năm. Trong con đồ cổ có tên trăm năm. Cái này là đồ cũ đây. Đồ cũ. Của American. À, American ngày xưa hả? Mà những cái này là nếu mà cần mình ưa mình vẫn mua được không ạ? Được chứ. Ừ. Mua trao đổi. Cái này đó. Zippo xưa. Zippo này. Zippo đời hồi trước á, là ký hiệu là bằng số La Mã. Dạ. Còn bây giờ là toàn là số bây giờ không. Dạ. Này, còn là Zippo này, Zippo Dam này. Ừ. Và là Zippo Dam này, dành cho nữ này. Ừ. Nữ cũng có luôn. À đấy. Mà cái củ chi đấy là cái chi đấy. Củ chi không? Củ chi. Chắc là củ chi đâu. Đó, củ chi đấy. Đâu, anh có cái. Củ chi đấy, đó. Cái này chắc là một cái trong quân đội của một cái phát cái binh quân đội mà đóng ở Củ Chi đấy, đóng ở cái dạ thì người ta có cái đinh cái bô mà của Mỹ. Ừ. Thời này là bên Iraq á. À. Là bỏ tháp sa mạc á, còn cả là nó ghi luôn, nó ghi cái bỏ tháp nó ra đời nào là bỏ ra cái đó. À hay tất cả cái niệm đó là nó nam nữ ngày xưa nữ hút thuốc bên trong cái. Mấy cái này là giống như khi mình định giá là nó có giá hay thôi sao? Hay là cái này thì vô giá. Vô giá, người ta thấy thích nên bây giờ người ta nói một cái giá như vậy. Ừ. Mà mình thích mình trả.
được giá người ta bảo được giá tạm thôi, không được thì thôi thì thôi bảo dạ, mình dạ. Nếu mình tích nợ mình trả cao nữa dạ. Cho nên hàng đồ cổ là hàng vô giá dạ. với con mắt nhà nghề người ta chơi sành điều người ta sẽ định giá được. Còn mình chơi, nếu mình chơi mình thích thì mình cảm thấy túi tiền mình có thể nào mình chơi không được, cái đó thì vô giá đúng không ạ? Đồ cổ hay đồ cũ, hàng sốn vì thấy rất là nhiều thứ luôn. Trong đây này là có, vừa rồi anh cũng biết là có một vài cái hàng là đồ cổ thì nó cả tính ra cả triệu đô la là gì nhưng mà hàng là chạm cũng rồi. Đây là vừa đồ cổ mà vừa đồ cũ, cái này là tùy theo cái khả năng trình độ của mỗi người này. Nếu như một người bình thường dạ. Mới quá, có cái gì hỏi giá nè, bán luôn á, không có nào. Đây, ở trong đây cái gì cũng bán luôn á. Khách sạn đây, khách sạn đây. Ổng thôi. Đây chủ này cái mấy cái bình đó nó bán hết á, không có ngại cứ hỏi luôn. Cái này cái chi đó. Đó. Vậy là cái này mất zin rồi, mất cái bóng rồi, tụi lấy cái bóng chế cái này luôn chứ. Đi vô nó sáng xanh lè, chơi đi cho nó. Đâu băng qua đây để tôi. Cái này cái chi đó. Mà cái này cái gì đấy anh? Cái gì? Cái này cái gì đấy? Cái tivi của Pháp. Ủa tivi á? Ôi cái tivi á. Tôi chế là vậy thôi. Ôi cái tivi á, là mình thấy hay à. Lần đầu tiên thấy cái tivi là thế này. Nè anh bên đây đồ lạ nhiều, cứ vô coi. Dạ dạ. Lạ nhiều á. Quá nhiều cái lạ hả? Mà lần đầu tiên mình thấy. Ở đấy nó có cái rất là thân thương nha này. Nhà đơn hỏi đi người ta luôn luôn nhiệt tình người ta chỉ. À dạ. Không đề hàng gì cả. Không đề hàng gì cả, không cần mua. Dạ. Đó, cái hàng này. Nếu mà quay hết cái dàn này xong vô đây quay tiếp. Dạ. Không mà vô đây quay cái shop tôi ổng nghiền luôn. cắm điện đây. Chưa chi là thầy nghiêng rồi. Đó. Dạ, mặc dù dân ngoài đạo nhưng thầy là nghiêng đó. Đẹp quá. Có một số người gọi là ngoại đạo nhưng mà cuối cùng là chùm có những ông ngoại đạo. Nè, vô quay đi cưng. Cho anh quay thoải mái. Nè, ở đây có những thứ nó cũng. Ồ, cái này là thơ cúng đây. À, hàng thơ cúng của nó vài chục năm thôi nhưng mà rất là đẹp. Thấy không? Sen, hoa sen. Sen quá đẹp luôn. Bằng gỗ đúng không ạ? Gỗ á, gỗ làm. Gỗ mà cái này á lại là làm theo cái người ta kêu là làm nhũ. Dạ. Nhũ mà mấy cái này là của mấy người xưa. Đó. Nhìn mềm mại anh ấy. Thấy mềm mại khi mà mình cắm lên á nè. Đẹp cùng kia. Một chủ luôn nè. Mà bây giờ cái tượng này bị nói chung là lâu năm quá. Lâu năm nó bị bể đi bảy chân hết. Thấy không? Tượng bằng đá đúng không ạ? Bằng đá. Bằng đá đó, đá xưa nè. Nè giống như mấy cái bình này nè, hồi xưa này uống trà nè. Trà đó. Dạ. Nhưng mà ở đây bán nhiêu tiền? Rất là rẻ luôn. 200 ngàn một bình. Đó. Cái này xưa người ta có bỏ kìa chiếc ấm ngoài đó, cái cây. Cái ấm ngoài đây, cho coi. Ủ nóng á. Ủ nóng đó. Nóng đây. Đó là như vậy. Là cho em coi cái ủ nóng. Đây đó, đây phải có phải bu bô là phải như thế này đúng không? Rồi nguyên một set này xưa luôn, chỉ có 700 ngàn. Có loại bằng tre ngoài nè. À bằng tre được, có nhiều loại. Nó có rất là nhiều loại luôn. Nói dùng ở đây đa số á, mình nói là đồ cổ nha. Nhưng mà thực chất ra giá của nó rất là rẻ mà hợp lý luôn. Tại vì nó có đồ cổ, đồ cũ, đồ mới nó cũng có. Nhưng mà những người mà đề co á, thì những cái món đồ mà mình biết cách để thì nó trở nên giá trị. Đúng không? Nè, chẳng hạn như mấy cái bình này nè. Là nó chỉ là bình Nhật thôi. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nếu mà mình có một cái khung, chẳng hạn đây những cái khung gỗ đi, khung gỗ bình thường đi, đúng không? Cái mình làm một cái bát nhẹ thôi. À dạ. Mình để vậy thôi thì nó sẽ ra cổ điển liền. Thì một cái bình này đâu có nhiêu tiền đâu, nếu mà ở đây bán là chừng trăm mấy cái là nó đã lên thành một cái hình rồi. Mua một cái khung này chừng vài chục ngàn. Rồi. Chỉ cần 200 mấy chục ngàn thôi là tự nhiên ra một cái bức tranh mà có bức tranh 3D luôn. Thấy không? Nổi lên vậy luôn. Là đẹp luôn. Đơn giản không? Nhiều khi họ trong quá trình xây dựng họ để những cái hộc á. Họ để ba bốn cái hộc chim về dưới này. Đơn giản lắm. Dạ.
Nếu mà anh em mà làm quán cà phê đề co thì mình có cái này đây đó, đây là những cái mà để đề co. Đó, quán cà phê đề co này, một hai cái vali để lên rồi đã hình đề co. Đúng chưa? Cái vali này là vali như thế nào đó? Cũ đó, này ngày xưa của, cái này là của người qua chợ lớn hồi xưa đồ chợ lớn hồi xưa thôi, chợ đấy ngày xưa. Tại sao mình biết? Mình phải mở ra là mình sẽ thấy được cái độ mức độ xưa của nó. Đây thấy chưa? Đó, nhiều người thích mua những món đồ này, lý do làm sao? Ở trong đây hay có tiền bạc lắm à. Không, cái này nói thiệt. Thì còn tiền đó nè, nhiều khi nè, thấy chưa? Đó, có những tờ giấy người ta để cái này để kia vô chỏng. Đây là hên xui, mấy này là mua đồ cũ, nhiều khi hên xui. Nhiều khi có người là người ta dắt dính bên trong này, vì người ta làm đăng bí mật rồi vậy. Đó, nhưng mà mấy cái này là đồ xưa. Đồ xưa này là của người qua ở trên chợ lớn. Nhưng mà những cái đồ này đồ nhập cảng không? Đó. Nhưng nhìn cái vali ngày xưa mà như thế này là cà phê á, những cái quán cà phê á, người ta sẽ mua những cái này. Người ta những cái khóa bây giờ mà vẫn mấy chục năm rồi vẫn dùng rất là tốt. Nè, cái tủ thuốc này, tủ thuốc hồi xưa, tủ thuốc gia đình. Tất cả những nhà nào đều có một cái tủ thuốc cá nhân hết. Nha. Này là đồ xưa luôn. Đó. Tủ thuốc gia đình. Đó, là như vậy. Đó, cái này là người ta máng ở trong nhà đây, thấy chưa? Là nó sẽ ra. Nha. Hồi nãy anh nói là ngay cả người được ngoài người ta đến đây, thậm chí cũng có người không bất ngờ. Thật sự thì ở đây á, người nước ngoài tới mua bán cũng có, tới mua nha. Rồi nhiều người thích quá, họ ở nhà họ có rồi, thậm chí là họ đi về nước, họ đi mua những cái đồ ở bên đó về đây, rồi họ vô trong đây, họ giao lưu với mọi người luôn. Rất là hợp lý luôn, rất là đơn giản, không có gì mà khó khăn hết. Ở đây là có thể làm được tất cả mọi thứ mà. Như cái máy như thế này con dùng được không? À, mấy cái này nó đồ nó vẫn xài được bình thường hết. À, mình quay đúng không ạ? Ừ, nó xài được bình thường hết. Cái này á là cái máy mới. Còn cái này là cái máy cái đời cũ lắm á, cái cũ đây. Nhiều người nhìn vô á, lo kèn nữa. Nhiều người nhìn vô á thì nói wow, cái này nhìn cổ điển quá. Đúng không? Dạ. Thực chất ra cái này á là nó là đồ mới, nhưng mà nó làm theo cái cách phong cách giả cổ. Giả cổ thôi. Có nghĩa là cái máy này á, nếu mà nó là đúng nguyên bản mà của nước ngoài á, yeah, thì một cái máy này rất là mắc, rất đắt tiền. Ờ, rất là mắc tiền. Nhưng mà đây là cái này là phải hàng nhái, hàng phiên bản, phiên bản thôi, để cho người ta làm đề co, thì cái giá của cái này nó rẻ hơn cái kia rất nhiều. Yeah. Chẳng hạn như một cái máy mà loa kèn mà đúng đời thì nó có nhiều cái giá lắm, là từ mười mấy triệu cho tới hai mấy triệu mình chịu có. Yeah. Nhưng mà cái này là hàng mới, nhưng mà họ giả cổ. Đó, cái giá trị của cái này là khoảng chừng mà từ 4 triệu đổ lại. Thì nó mặc dù là đây là một cái máy nó được làm mới nè. Nè, khi mà mình quay lên á thì nó sẽ có cái chế độ nó chạy lên được nè. Đó. Nó vẫn hát được nha, nhưng mà nghe nó không hay thôi. Nè. Ở đây có cái kìm, đó bắt đầu nó quay nè. Đó, để cái kìm xuống. Nè, thấy không? Thấy chưa? Cái này nó chỉ là hàng nhái lại thôi. Đó. Là cái này là nó tầm khoảng chừng 4 triệu đô lại. À, hiện giờ là mấy cái đồ này là đồ của Ấn Độ người ta làm. Cái này Ấn Độ làm lại. Nhưng mà mình nhìn sao để mình phân biệt được? Dạ không. Ở đây là khi mà anh nghe cái giá thì anh sẽ biết nó là đồ nó như thế nào liền. Không, nếu hỏi giá biết rồi. Dạ. Nếu ví dụ giả sử mình có một cái nhà nào đó mình chơi để mình nhìn nào phân biệt cái hàng. À, thì đó. Cái đó là tùy theo khi mà anh vô cái nhà đó anh mua một món đồ. Không mua nhìn. Không, thì em đang nói anh nè, anh vô cái nhà đó anh mua một món đồ thì anh nhìn cái tổng thể của cái nhà đó. Chẳng hạn nhà đó là ít ra thì anh phải có được những cái điểm nhấn của cái ngôi nhà đó là có những cái món đồ nó cổ điển. Chẳng hạn như là mình nhìn sơ qua nó có những cái món đồ mình cũng phải là một người tương đối am hiểu một chút. Mình đừng có tham, mình đi mua đồ gặp đồ cũ đồ cổ thì mình cũng đừng có tham. Khi mà mình tham á là mình dễ chết lắm, tại nhiều khi cứ thấy cái nó cổ quá người ta nói giá nhiêu cái mình cũng lấy.
rồi lúc đó là mình chết. Mình không biết, mình phải tìm cái người hiểu biết để người ta giải thích cho mình xong xuôi mình mới mua. Có một số người vì sợ người khác giới thiệu rồi coi dùm cái là hỏng tay trên thì mất, cho nên họ tự đi mua. Cuối cùng họ lại là cái người bị mua chúng những cái đồ mà nó không có dư ý mà lại mất tiền. Anh hiểu không? Nhiều người không biết nè, vô nhìn này qua cái này cổ quá, kêu mười mấy triệu rồi xong rồi trả giá tới lô xong cái rồi xuống tới 4-5 triệu hay 7-8 triệu là mua. Nhưng mà khi mua xong rồi nó là một cái máy mà được làm mới thì có phải là bị thở còn thở đấy đúng không? Nhưng... có cái tình trạng này nữa, cái tình trạng này là giả sử là đây là hàng phách hàng nhái đó đúng à, là rồi sao anh? Một người ta mua rồi, người ta mua rơm dạ, mà ta người ta không biết đúng rồi là về ngồi khoe về bạn bè ta mua cái này 20-30 triệu đó dạ, thì không thì cái không, đó không để dạ, đó hay 20-30 triệu mà bạn bè không biết luôn dạ, thì nó thằng này gì là không. Nhưng mà để ý là mình muốn nói là muốn biết phân biệt chứ cái nào để phân biệt quá, khi nhìn vào á dạ, để mình biết đó là hàng fresh không dạ đúng. Anh có một câu hỏi rất là hay thôi, cái việc mà đơn giản nhất là đến khi mà mình hiểu biết được nó thì để mình trao đổi một cách đơn giản nhất thì cái người mà được hướng á, họ không có nắm vững hết, ngoại trừ họ tự bị lừa gạt, họ đã bị từng mua lầm thì người ta gọi là đóng học phí. Thì những người đóng học phí sau này họ mới có kinh nghiệm. Anh đơn giản nhất, ai cái này là nhìn như thế nào để biết, thì em nói anh nghe, anh nhìn không biết được trừ khi mình bị mua lầm, bị nói chung là bị mua mắt, rồi bị giới thiệu tầm bậy tầm bạ, mình bị ăn đòn rồi thì đó mới là có kinh nghiệm. Đoạn trường ai có qua cầu dạ, mới thấy rồi. Coi như là em nói anh ra lý do tại sao mà người ta nói là đóng học phí. Có những cái em nói anh nghe nè, ngày hôm nay em có được ngày hôm nay, học phí em đóng cũng khá là nhiều. Cho nên cái việc mà sau này á, mình nếu mà mình có khả năng mình bán được những cái sản phẩm nào mà mình hiểu được nó cái giá trị cỡ đó thì mình nói nó giá trị cỡ đó, mình mua lầm chứ không ai bán lầm hết. Đúng rồi. Cho nên em mới nói với anh nè, mua một món đồ cổ mình phải hiểu nó mình mới mua, còn mình không hiểu nó với cái giá vài triệu thì ok mình chơi được. Đúng tại rồi. Vì vài triệu nó không có là cái số tiền nào quá lớn so với một người chơi, thì có thể đó là một bài học. Nhiều khi anh có được cái sản phẩm vài triệu rồi anh mới biết được có những cái thứ mà giá trị, có những cái máy nó giống y chang như vậy luôn, nó lại bán vài chục triệu. Có người tham thì họ thấy vài triệu, wow, đây là một món hời là người ta đem về. Nhưng mà khi người ta mua về á, người ta mới bị biết à bị vậy vậy. Thì đó là một cái bài học rất là đơn giản. Chơi không có gì mắc. Ở đây là không có gì mắc, tại vì em chủ đích em bán là gì? Những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm để anh em về người ta đề co mấy quán cà phê. Đúng rồi. Chẳng hạn như đây, mấy cái đồ cũ này. Một set đề co vậy á là nó có cái này, có thêm vài món này chỉ cần 2 triệu mấy. Là nó là một set rồi. Để cho người ta đề co quán cà phê. Rồi, cái này. Ở đây giống như cái này nè. Đây là một cái tivi nha. Cái tivi là sao lạ thế? Tivi sao cái tivi thì á mình lấy cái màn hình tivi ra, đập bỏ màn hình tivi đi. Dạ. Thì trong đây nó sẽ là một cái bụng trống. Dạ. Rồi mới đặt một cái hồ nước trong đây. Để mình nuôi cá. Mình đặt hồ nước vô. Xong xuôi, mình ghim điện vô. Đây. Đây mình nếu mà mình ghim cái điện vô. Để sáng tạo. Nói chung là có một chút có công năng cái ý tưởng một chút xíu thì nó sẽ lên được những cái sản phẩm. Đó, thấy chưa? Đây. Đó, rồi mình về mình bỏ vài con cá vô đấy. Thì nó thành một cái hồ. Đơn giản không? À, mình muốn đạt nữa thì phải mình kiếm vài cái nó dễ thương chút xíu. Nè, cho mình để con ngựa lên. Thấy không? Thì nó lại thành một cái mô hình khác. Thì một cái này chẳng hạn như mấy quán cà phê mà để co đấy, để mua vài trăm ngàn là xong, đúng không? Ngay cái tivi này là cũng là lời khủng khiếp rồi, thấy khi nhiều người chưa bao giờ sao á, là mình cứ mua một cái tivi cũ. Dạ. Mình về mình tự làm cũng được. Không có gì khó, tivi cũ ngoài nó bán chừng vài 300 ngàn gì. Yeah. Anh về anh đập ra xong xuôi ra mua một hồ cá để vô xong hết. Rất là đơn giản. Tôi sáng tạo. Anh thấy cái đèn này nó cũ mềm đúng không? Cái đèn này không phải xưa mà nó kiểu dáng xưa thôi. Kiểu dáng xưa thôi. Đúng không? Này là ba cái đồ này, thật ra là đồ này là đồ mà trang trí nội thất. Đúng không? Yeah. Nó rất là bình thường thôi.
đúng không? Nè, cái này là đồ mới của Trung Quốc bán, nhưng mà tổng thể của nó là bằng nhôm. Nhưng mà sau khi á mình xử lý xong á, mình về mình tẩy cái lớp sơn này ra, chẳng hạn như một bộ đàn này đi thì nó bán mới là 700-800 ngàn, mà bán cũ là khoảng chừng 300-400 ngàn thôi. Nè đây đâu ạ, đây chưa đó. Sau khi mà mình cạo lớp sơn ra thì nó sẽ ra cái lớp nhôm. Dạ. Cái lớp nhôm nó sẽ là một cái hình ảnh của những cái gì cổ điển, đơn giản không? Dạ. Ăn thua là mình biết cách mà gọi là làm như thế nào cho nó ra cái nét thôi. Này là của một cái chiếc xe khác, nhưng mà nó phù hợp thì mình để vô thôi. Nè, đây là một cái yên zin nè. Đó, thấy chưa? Thấy màu yên zin không? Yên này là đúng đời của nó luôn. Thấy không? Yên là đúng đời của nó luôn. Nhưng mà lúc mình mua về thì mấy cái yên này nó chưa có về. Chứ mà nếu mà cái yên này về cùng lượt thì mình đã gắn cái yên này vô cho nó đủ nguyên bản luôn. Đó là như vậy. Nhưng mà khi mà mình bán thì lúc đó cái giá thành của nó là mình bán giá thành với cái yên giá Việt Nam bọc lại. Còn nếu mà họ muốn thay vô, nếu mà họ muốn thay vô thì họ bù thêm chút đỉnh vô là xong. Nó đơn giản thôi. Trên thị trường thì họ bán là 35 triệu là giá trung bình nha. Còn có thể là 35 triệu là giá tương đối cao đó. Là lý do ở đây nó có những cái linh kiện đi theo là nguyên bản. Đó, những linh kiện này đi theo là những linh kiện nguyên bản hết. Chẳng hạn như là về cái nắp xăng này, rồi ống bơm, hay là túi da này, túi da zin luôn. Túi da này là nó cũng mấy chục năm rồi. Đó. Thì một chiếc nguyên bản khi mình làm hoàn thiện như vậy là tầm 35 triệu trên thị trường. Nhưng mà chiếc này mình bán dưới 30 triệu. Đã bán rồi. Bán cho một người bạn chơi thì bán giá dưới 30 triệu. Xe rất là đẹp. Xe nói chung là hoàn hảo hết luôn. Đó. Nhưng mà khi về Việt Nam thì cái bộ cà te này nó bị mất rồi. Đó. Cho nên mình mới đặt mua một bộ cà te của Việt Nam. Cái này là cà te Việt Nam nè. Rồi bắt đầu nếu mà mình gắn lên thì nó không cùng màu, cho mình cố gắng là mình sơn sao cho nó phù hợp với lại cái mình sơn này. Đây cái màu sơn này là mình tự làm để cho nó phù hợp với cái xe. Cơ Visa có luôn mà. Đây cơ này cơ xưa phải chưa? Không, cơ mới anh. Cơ mới xưa là đừng có vô trong cái shop mà cứ thấy đồ nào cũng nói xưa là chết. Nó gồm có đồ cũ, đồ mới, đồ Trung Quốc có luôn. Cái gì cũng rất có là, đó. Mình rất là rõ ràng. Tại vì là mình theo cái giá. Chẳng hạn như tiền ít mà đòi hết cái cùi thơm thì đâu có được. Đúng không? Thằng Mobilet. Còn cái này là của máy sắt của Ben. Đó. Và cái này là hai cái này là nó mới tình chưa xài. Nói chung này, đây là một cái bửng xe của xe Pro. Đó, nè. Mới tin chưa xài, chưa có Lamaro hả? Pro. Pro hả? Pro á, xe của Pháp á. Đây là cái thương hiệu của nó. Catalog. Ở đây nó ghi là Pro 102. Xe Pro 102. Nhưng mà cái linh kiện này cũng ngày xưa luôn á, cái ngày xưa luôn á. Đó. Là nó như vậy. Thì do cái này là mình đem cái này 3 triệu mấy đó. 3 triệu mấy một bộ, một cặp hai bên. Đó. Khi mà mình gắn cho cái xe thì đều đà hơn. Ở ngoài thị trường á, ở ngoài thị trường bán á là tầm khoảng trên dưới 1 triệu. Đúng không? Nhưng mà khi mà vô trong đây rồi á, nó chỉ còn hơn nửa giá chút, là tầm khoảng chừng 650-700 ngàn. Và nó cơ này là cơ ba băng. Cơ này cơ ba băng. Đó. Đó là máy Polaroid. Cái hình ảnh là chụp liền. Còn đây là một cái máy này rất là đặc biệt. Mà chỉ những người nào mà ở Sài Gòn trước năm 75 á mới có được. Đây là những cái phim của nó. Đây, những cái phim của nó tròn vậy nè. Đó. Đây là phim của nó. Chụp nó quay tròn cái. Đây là phim của nó. Đó, những cái phim là mình bỏ vô đây. Đây. Cái phim của nó là phim gì? Đó. Để mình chụp. Đó, không phải. Cái này không phải là chụp, mà cái này là xem phim luôn. Cái phim mà khi mà mình coi á là mình coi như vậy. Ở trong đây đó em đặt cái máy á vô đây nè. Đây thì em sẽ lấy một cái hình phim ở trong đó. Đúng không? Thấy chưa? Rồi, xong, giữ im nha. Giữ im nha. Giữ im về đây. Con. Rồi. Rồi xuống. Rồi. Coi nè. Đó. Đổi qua phim khác đúng không? Dạ rồi. Đó, nó sẽ đổi qua.
bây giờ thời công nghệ thì nó khác, chứ còn ngày xưa như thế này là có như hiếm người thấy đấy. Nói chung là cái này là những cái người mà có tiền ở thời điểm mà trước năm 75 thì mấy cái đồ này là đồ chơi của Mỹ. Của Mỹ đấy. Đó, thành ra là những người có tiền họ mới có được. Thì có một số cái đây là những cái máy này là phải nói là những người mà được sinh ra từ thập niên 50-60 á, thì họ sẽ thấy cái này họ sẽ dễ nhận ra hơn. Cái đó là rất là quan trọng. Tính ra thì em thấy là cũng có nhiều người, tất nhiên những người mà họ am hiểu thì họ đã biết ở đây rồi. Nhưng đúng. Mà có nhưng mà những người mà có những người họ họ muốn chưa chắc họ đã có một số người á, khi mà họ vừa tới đây á, họ có một cái tâm lý là đối với họ là cái gì cũng quý hết, tại bản thân nó là chợ đồ cổ. Nhưng mà mình cũng có một cái cho mọi người có một cái nhìn nó thoáng hơn, đến đây á, là với một cái tâm thế là đúng là tham quan chợ đồ cổ. Nếu mà mình cảm thấy có cái gì mà nó gắn liền với gia đình mình, chẳng hạn như nó có những cái món đồ như là những cái lon Gigo sữa hồi xưa đó, là những cái lon Gigo là người ta có thể là để đựng làm vật dụng thôi. Chẳng hạn như đây là những cái lon Gigo này, đây là lon Gigo nè, lon Gigo sữa, thấy chưa, thấy lon Gigo. Dạ, dạ. Đó thì hồi xưa có người á, loại này là để sữa Gigo, thì có lẽ là em chưa biết đâu. Nhưng không mà, em biết cái này, nhà em cũng còn một vài cái này biết, để có thể bỏ đường mà, hoặc sau đó có thể thì đúng rồi, em biết luôn. Là để cho nó sử dụng thôi, yeah. Gọi là tái sử dụng thôi, tái sử dụng, yeah. Còn mà những người biết á, là người ta đã từng uống cái sữa trong này, uống cái sữa trong đó, uống cái sữa họ đã từng uống cái đó trong đó. Thì bây giờ mình ở đây nó chỉ là đồ để mình đựng đồ, đựng đồ thôi. Đây anh cho em coi một cái, đây là có cái lon của nó, à còn tem luôn. Nói chung hồi xưa cô gái Hà Lan á thì chưa có như hoành tráng như vậy, sau này mình biết cô gái Hà Lan thôi. Bây giờ đây là cái này Gigo, thấy không, thấy chưa, 500 gram. Đó, dưới đây nó có những cái dòng chữ, thấy chưa, nha. Pha sữa nè, pha số sữa đựng trong hộp này, này. Với 3 lít nước chín sôi, rất là mộc mạc. Dạ, và tại sao người ta gọi là Gigo? Là bởi vì cái chữ Gigo đây là thương hiệu, cho nên lâu nay mình khi mình nghe Gigo. Bây giờ cô gái Hà Lan thì ai cũng biết, nhưng mà ông chú Gigo thì chưa ai biết. Thấy chưa? Nói với cái hình này không liên quan tới cái này nha, nhưng mà mình thấy nó vui vui thì mình để vô thôi nha. Chứ cái này nó không liên quan tới cái hộp ha. Đôi khi có những cái là mình gọi là hư cấu chút xíu cho nó vui, dạ. Chứ không phải là mình làm cho nó hoành tráng. Đây, đây là mấy cái cầm một điện thoại xưa, không thiếu cái gì. Mấy cái điện thoại xưa, mấy cái điện thoại này á, trên thị trường hiện giờ đang bán với cái giá là từ 500-600 cho tới 700. Nhưng mà mình ở đây á, là mình có nhiều, cho mình bán cái này là giá tầm 400-450 cái thôi. Nó vẫn gọi được, nó vẫn xoay được bình thường. Hồi xưa đó là khi người ta nghe điện thoại á, là người ta hay có cái vấn đề hay là như vậy. Người ta nếu mà coi mấy cái phim hồi xưa đó, người ta cầm theo cái dây lòng thòng của người ta cầm theo, người ta nói chuyện đó, đó như vậy. Và cái cách quay số, nếu mà nó là 2 số 4 đó, là người ta quay vậy. Ở chỗ này số 0, ta muốn cho nó nhanh thì ta làm vậy luôn, 2 số 0, đó, 1 1, đó là quay cho nó nhanh. Đây là Trung Quốc xuất qua Mỹ đó. Thì tại vì một số người thích cái máy hát đĩa, nhưng mà mua những cái loại đĩa đầu đĩa cũ về nó hơi khó chịu, cho nên là người ta nắm bắt được, người ta mới làm ra một cái máy cổ điển để nghe được những cái đĩa cổ điển. Máy thì hư nhiều nhưng mà đĩa thì không hư đó. Đĩa tại vì nó nằm trong cái bao vậy nè đó, thì nó rất ít bị hư đó, thấy không đó. Rồi cái này mở lên đó, thì mình ở đây mình bỏ vô, nó bắt đầu là mình cho nó hát được rồi. Cái này gọi là tự hành cho nên rất là đơn giản. Loa nó có sẵn ở đây, mấy kia nó phải qua âm ly, thì cái này không cần qua âm ly đó, bắt đầu là nó hát. Nói chung là cứ mọi người mà thích mà tới tìm những cái sản phẩm này, tới cái cà phê chợ đồ cổ này, dễ hiểu là 311 đường Nơ Trang Long, 311 đường Nơ Trang Long, 311 đường Nơ Trang Long. Là khi mà tới đó là ngay đầu đường Nơ Trang Long này nó đã có cái hẻm rồi, dạ. Thì vô cái số sẹt là 27 là 311 sẹt 27 Nơ Trang Long,
phường 13 quận Bình Thạnh là mình vô tới đây là nói thiệt một trời kỷ niệm. Còn đồ cổ hay không á là do cái người mua. Dạ. Mua mắc tiền thì nó là cổ, mà mua rẻ tiền thì nó là đồ nhái bình thường. À, có tiền tỷ mua không được. Mấy cái ông mà đi quay phim á hay mở miệng lên là có câu: "Ê, đồ tiền tỷ có tiền mua cũng được." Là mấy ổng show up quá. Mấy ổng hay nói kiểu mà giật gân. Đâm ra có một số người lên coi clip xong rồi người ta bật mình rằng là người ta chửi mấy cái đầu quỷ này mà đi kêu cá tỷ. Mà có những món đồ chẳng hạn như bây giờ, như cái chiếc xe mô lớp cổ này, mình nói băm mấy triệu là nhiều người đã cho là cái vấn đề là có vấn đề thần kinh, là mua cái xe gì băm mấy triệu, trong khi mua một cái xe chạy ngon lành thì chỉ có mười mấy triệu. Nhưng mà một người thích đồ cổ, thích xe cổ nó khác. Và cái thế giới này chơi xe cổ Bắc Trung Nam người ta chơi nhiều lắm, mà những người đó có tiền rồi họ có cái thời gian, họ lại có cái sở thích thì họ đi chọn lựa cho mình cái phân khúc đó. Còn có một số người lên la nó: "Trời ơi, bán cái đầu quỷ này mua chi mà nó tốn tiền." Đúng không? Nhưng mà đó là người ta không hiểu. Lê Quang đang có mặt tại gian hàng của anh Tuấn ở đường Mục Kiệt, đường Trăng Long. Đường này là đường nơi Trăng Long ha. Ở đây thì có những chỗ đồ cũ. Thật ra thì Lê Quang cũng chỉ là người ngoài đảo thôi, nhưng mà khi vào đây thì mình cảm giác như mình sống lại với những hình ảnh xưa cũ ngày xưa. Đúng. Và như anh nói là đây là ngôi trời bản ký ức. Đối với nhiều người thì ký ức ngày xưa nó rất là có giá trị, nhưng khi nó nhắc nhở lại thì điều mà nhiều khi từng lạc quên đi. Thì rất là vui vì ngày hôm nay được vào để mà gặp được anh và được trực tiếp chủ nhân của cái gian hàng này. Mà theo như Lê Quang thấy là anh đánh giá đây là cũng là một cái những gian hàng mà đầy đủ nhất ở chỗ đồ cổ này, và cũng là ở Việt Nam mình cũng là hiếm này. Nếu tính ra là cũng không có gì hiếm hết, ở Việt Nam không có gì hiếm hết. Cái chợ như vậy chợ á, cái ở Việt Nam này là như... thật ra với cái chợ như vậy á là ở Việt Nam rất nhiều, rất nhiều nhưng luôn. Nhưng mà nếu mà nói vậy á là tập trung nhiều ở Việt Nam, và những cái gì không có gì là nhất hết. Nhớ bỏ câu nhất qua đây. Cái câu nói đó em nói anh nghe nè, nguy hiểm đặt chữ ngược lại là ít ngồi đá giếng thôi. Em nói anh nghe luôn, không có gì là nhất hết. Dạ. Và cũng không có gì giá trị. Những cái gì mà giá trị nhất là những cái món đồ mà mình mua được và mình bán được, là cái đó giá trị nhất. Có những món đồ mua về bán không được, nó đâu có giá trị. Dạ. Đúng không? Có đồng mua được mà bán được. Đó, chẳng hạn mua vậy được, bán được, trao đổi được. Thì trong đây nó có những món đồ đó, nó rất là đơn giản luôn. Đây, có những món đồ đó, nó sẽ có sự so sánh. Đây là món một cái nón. Một cái nón xưa ha. Nón xưa này là nón của nón Pháp ha. Đây, ở trong đây á, là nó còn có cái niên đại, có cái năm của nó là năm 1948, đúng không? Rồi những cái đai này là nó sẽ nói lên cái thời gian của nó đó. Có một số người thì họ không hiểu, người ta nói là cái nón này rất là đơn giản, nhưng mà nón này trên thị trường hiện nay á, là giá của nó là tầm trên dưới từ 1 triệu cho tới 2 triệu, thì một cái nón mà hoàn hảo vậy nha, nó không bị nứt gì hết trơn. Nhưng nó chỉ có một cái là cái quai, nó mất cái quai này thôi. Rồi bây giờ có một cái này là chỉ là nón nhái thôi, nhái thôi đó, một cái nón nhái thôi. Hiện giờ trên mạng đang bán một cái nón này với cái giá là tầm từ dao động nha, là từ 300.000 đổ xuống, thì có người mua được cái giá là 180.000, có người mua được với cái giá là 300.000. Còn nếu mà về là thêm vài cái chi tiết là do thì nó dài chục ngàn nữa. Dạ. Một cái nón này, như vậy á, trên thị trường mà đồ mà đang bán tại Việt Nam trên eBay này nọ là với cái giá là 300.000 đổ lại. Dạ. Tại sao cái nón này nó gần 2 triệu thì nó có cái giá trị, còn cái giá của nó chẳng hạn như đây thì rõ ràng nó đúng mùa nó sẽ giá trị lên tất cả. Nếu mà một cái xe zin mà để cái nón này lên thì nó chất quốc. Đúng không? Thì cái giá trị mỗi cái nó giá trị. Thì ở đây cái gì cũng có, mua giá rẻ thì đồ Trung Quốc, đồ Việt Nam cũng có. Đồ đi mới, đi chiếc xe này mà đưa cái nón này lúc nào đó, đồng hồ đi mà cái xe mà đi chung với cái nón này thì cái giá trị nó sẽ khác, đúng không? Thì lên ngay hả? Thì nó sẽ nâng cái tầm của cái món đồ. Khi mà một cái xe nguyên bản thì nó có những cái linh kiện đi theo cho mình cái sự lựa chọn là mắc và rẻ. Mắc thì là đồ mới hay là đồ cũ là tùy theo mình thôi, nhưng mà đúng theo thị trường á, những cái gì mới thì giá rất rẻ. Một cái 300.000 và một cái 1 triệu mấy thì rõ ràng nó có phân biệt. Dạ. Rõ ràng thì do người mua thôi. Dạ. Không có gì là khó. Một cái máy xưa, một cái xếp. Dạ, rồi, ok. Rất là cảm ơn anh, bởi vì thực sự là vô tình vô nó bị phản cảm rồi nè.
và vô tình chung người ta tâm lý người ta khi mà vô cái chợ đồ cổ là người ta cứ nghĩ là tất cả mọi thứ đều rất mắc. Dạ. Đây mấy cái đồ rẻ tiền, rẻ cực kỳ rẻ luôn. Nè mấy cái này tính ra đó là cũng 70-80 năm, nó xưa nó cũ, nó giờ nó chỉ dạng đề co thôi, với cái giá như chừng 200 ngàn. Đó, dạ. Mình quản lý cái shop này nha. Dạ, thì okay. Anh em nếu mà có nhu cầu thì cứ hỏi mình, có thể là mình biết được cái gì thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Để tới có cái dịp mà gọi là thứ nhất là học hỏi thêm, mình cũng học hỏi từ mọi người, và mọi người nếu mà muốn hỏi thăm về một số những cái gì mà cần cho cái dự án của mình như là mở quán cà phê, mình ở đây mình có thể hỗ trợ cho mọi người. Nhưng như bản thân của mọi người mà họ có một cái món đồ gì đó mà họ muốn cần tư vấn xem xử như thế nào thì họ chỉ cần thể... anh Tuấn ơi, em muốn tìm một cái máy đó với cái giá cực rẻ thì mình sẽ tìm được. Để đồ để có mà đồ và để có mà giá rẻ vẫn có thì mình chỉ là để có, mình có những cái là để cái sát máy thôi. Qua của tụi anh là bán đồ là cần nhiều khách, mình lời được 1 đồng nhưng mà mình bán cho 10 người là mình có 10 đồng. Và có một số người thì lời 5 đồng nhưng mà chỉ bán được cho 1 khách thôi. Đối với mình thì mình cái quan trọng nhất là đây là một cái điểm mà giao lưu năm qua. Cũng là một cái điểm cho mọi người tới sau một cái tuần làm việc mệt nhọc. Mình tới đây mình có thể là uống cà phê, rồi nghe nhạc, rồi coi lại, tìm lại được cái quá khứ. Rồi mình có thể tìm được những cái món đồ mà mình yêu thích với cái giá hợp lý, là mình có thể mua về tặng. Chẳng hạn có những cái món đồ mình mua với cái giá rất là rẻ, về mình tặng cho bạn mình thôi. Vô trong cái chợ đồ cổ mà mua được mấy cái đồ này là rất là rẻ luôn. Tôi tặng cho bạn cái chơi. Cái này là giá, gọi là em thích nhưng gọi là giá hợp lý. Không bao giờ có cái nào mà giá rẻ cả. Vì rẻ là tất nhiên là nó phải rẻ. Đây là rẻ mắc là do cái mình chọn thôi. Thành ra là cái quan trọng nhất là cuối tuần có thể là cho gia đình và bạn bè tới đây để mình nghe được cái giọng nhạc. Đây, nếu mà tổ chức của 2 ngày ở đây, đặc biệt nhất là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thứ bảy là có thêm xe cổ đậu ngoài sân đó, còn chủ nhật là đồ cổ. Thì thứ bảy là nó có xe cổ rồi nó có đồ cổ luôn. Rồi riêng chủ nhật là xe thì không có, thì chỉ có những người bán đồ cổ. Thì ở đây thứ bảy được khoảng 500 khách, chủ nhật là gần 1.000 khách. Thành ra là cái lượng khách tới đây rất là đông, vui. Có những người nước ngoài họ tới đây họ chiêm ngưỡng, họ coi, nhưng mà họ sống ở Việt Nam thì vô tình họ lại tới đây, họ lại là người đến đây giao dịch buôn bán luôn đó. Thì có cái yếu tố người nước ngoài nữa, tham gia cái chợ này mình đặc biệt là có người nước ngoài tới mua và có người nước ngoài tới bán. Thành ra là một cái chợ này là khá là vui nha. Về còn về giá trị thì mình cố gắng mọi người tự lo cho bản thân mình, thì mình có thể tới đây mình giao lưu. Thì một cái buổi thứ bảy chủ nhật cuối tuần rất là đẹp, rất là vui, với một cái phong cách của quán là một cái phong cách của chợ đồ cổ nữa. Và cái phong cách rất là Hội An. Mọi người có thể ngày thường ở đây mình có hoạt động luôn, ngày thường vẫn hoạt động bình thường, thì mọi người có thể tới đây với một cái nón lá, với một cái áo dài. Thì ở trong đây có một cái shop là chuyên về những cái áo dài cổ điển, thì mình có thể mình tới đây mình gặp cái cô đó là mình có thể thuê được hoặc là mình mua được, rồi xong đổi cái nón lá ra chụp cái view ngoài đây. Thậm chí ở đây mình có những cái xe cổ nè, mọi người có thể tới đây nó Tuấn cho mượn cái xe cổ chụp hình, ok, cho mượn ra mượn chụp, cho mượn chụp nha, không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn á, chụp vài tấm ảnh gọi là lấy lại những hình ảnh xưa đẹp. Chỉ một ly cà phê thôi mà mọi người có thể có tất cả. Với một ly cà phê rất là rẻ tiền thì chỉ có 40.000, 50.000 thì mọi người có thể chọn cho mình một cái buổi cuối tuần tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn anh về cái buổi trò chuyện thú vị vừa rồi. Em cũng biết thêm liên quan đến cái đồ cổ. Thì ở đây thì người ta sẽ có gì có dịp thì cứ alo. Rồi, anh có dịp anh cứ alo cho em. Dạ, ok. Rồi. Mình biết mà. Con Giang của Hội An, khu nhỏ. Con Giang là khu nhỏ. Là cái ngày mà thứ bảy chủ nhật ở đây là tất cả mọi người đều bày hàng quá là bán hết. Ở đây ngày thường cho nên là người ta có thể để xe. Thấy không? Đây cái cạnh đó là trong đây là có từng cái gian hàng một đó. Đây là gian hàng về tự, gian hàng về về rượu, ở đây là gian hàng đồng hồ xưa cũ đó, thấy chưa đó. Rồi có những cái gian hàng là về đồ quân sự đó. Rồi đây trong đây là một cái gian hàng là về đồ mà
trang phục, trang phục áo dài đó, áo dài đó, thấy chưa, là có xe cổ này nọ, đó là một cái góc nhìn nó thoáng hơn đó. Nè, giống như có những cái bức tranh bự vậy luôn, bức tranh xưa của người qua, thấy chưa, dạ. Bự như vậy luôn, bằng kiến, bằng khung xưa, giá chỉ tầm chừng 1,5 triệu đổ lại, không tới 2 triệu bạc, mà một cái bức tranh xưa này là nó có giá trị thời gian là mấy chục năm trước. Dạ. Đấy, quý vị thấy ạ. Đây là cái không gian của quán cà phê. Đó. Đó, ở đây là cà phê có hát với nhau nghe nữa. Đây. Hát với nhau nghe. Sân khấu. Cuối tuần có hát với nhau nghe, kể cả có ca sĩ mà kể cả người đấy hay uống cà phê có thể lên tham gia văn nghệ. Mà thường thường là cuối tuần là có ở đây chơi nhạc trình rất nhiều. Đây có một không gian ở trên tầng 2 nữa quý vị. Dễ thương à hả? Ghế này đấy hả? Nhà có bán bao nhiêu quán? Ngày xưa là làm gì có ghế kinh doanh, cứ nhà có ghế gì cứ dọn ra. Ngày xưa uống cà phê rồi. Rất Huế luôn hả? Có xích lô này, xì xích lô này. Phố này dùng phố Bạch Đằng à. Chúng ta nhìn xuống cái sân trong này. Chỉ sao là các bạn kinh doanh một cái thiết kế 40,000 thôi. Nó sẽ có ở đây thưởng thức là uống cà phê, nghe nhạc, hoặc là không uống cà phê mà có thể là ăn uống gì đó. Cả này một ngày chủ nhật mà có thể phục vụ cả ngàn người được đó. Đúng đó, cả ngàn người đấy. Đây quý vị thấy một cái không gian cà phê rất là hoài cổ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình bóng của ngày xưa ở trong những cái vật dụng của ngày xưa và cái không gian nữa. Nó rất là gần gũi quý vị nhé. Nếu như quý vị sống vào những ngày cái thời gian trước đấy thì những cái hình ảnh như thế này nó nhắc nhở rất là nhiều điều. Khắp cả ngày mặt trường gì đây luôn hả? Chỉ còn trường một con đường đi. Còn trường đi nhỏ thôi hả? Trường nhiều lắm, còn bây giờ là người ta dẹp bớt rồi. Còn người bán ở đây là người ta có những cái ốt riêng á. Cái ốt người ta khỏi phải dọn ra dọn vô, chỉ cần mở cứ ép người ta bán ngày thường. Chứ còn ngày thứ bảy chủ nhật á là mọi người có hàng hóa về đây bày rất nhiều. Phải là mấy trên 700 mặt hàng luôn. Công viên đây là phải là 500-700 mét một cuống. Đây là tây bạn đây. Đây bạn đây. Người ăn. Đây này, ú trời, là nhiều đấy, là ngày thứ bảy chủ nhật đúng không ạ? Nó chỉ trường con đường đi thôi, hai bên này nó bán Đây thưa quý vị và các bạn, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với Lê Quang chúng ta vào thăm một cái gian hàng ở chợ đồ cổ Nô Trăng Long. Vào những ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì cái chỗ này rất là nhộn nhịp, nó thực sự là ngôi chợ. Nhưng hôm nay thì Lê Quang đến vào ngày đầu tuần, cho nên là quý vị chỉ có thể là nghe cái ông chủ của cái chợ đồ cổ nói về cái gian hàng của ông. Hy vọng là một ngày đó nếu như có dịp trở lại thì Lê Quang sẽ có một cái clip đầy đủ hơn liên quan đến cái không khí của ngôi chợ đồ cổ này với quý vị. Còn bây giờ chúng ta cũng có thể là hiểu thêm về một cái địa chỉ ở chợ đồ cổ. Nếu như bạn quan tâm muốn tìm hiểu và có thể là mình muốn mua một cái món đồ gì đó để mình nhớ lại quả tiếc ngày xưa chẳng hạn thì chúng ta có thể ghé ở đây. Hơn như đầy đủ quý vị. Số 311 đường Nô Trăng Long
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những video khác ở trên kênh quý vị nha. Đây đây là kiệt đi vào đây. Đây kiệt đi vào. Ở đây chúng ta thấy chợ đồ cổ.